Sáng ngày 16 tháng 5, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa một sòng bài toàn phụ nữ tham gia giữa mùa dịch Covid-19. Qua thời gian theo dõi, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ập vào nhà bà Võ Thị Thu Hà, 54 tuổi, tại xã Chư E Bua, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, công an bắt quả tang 6 đối tượng nữ từ 40 đến 54 tuổi đang say sưa đánh bài xì lát ăn tiền. Trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, công an thu giữ gần 60 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 bộ bài cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ, trong những ngày ở Đắk Lắk có ca mắc Covid-19, địa phương quy định hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người, nhưng những người này vẫn thường xuyên tụ tập tại nhà bà Hà để sát phạt. Mỗi người đến chơi phải đóng tiền sâu 100.000 cho gia chủ. Hiện đội cảnh sát hình sự của công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng này để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.